Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 18 tháng 6. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc tại Hưng Yên. Hội thảo khoa học chùa Nôm, làng Nôm, những giá trị văn hóa và lịch sử. Ân Thi tăng gieo cấy lúa chất lượng cao trong vụ mùa. Các doanh nghiệp cấp nước sạch thực hiện tốt quy định cấp nước đấu nối đồng hồ cấp nước. Gương điển hình về hoạt động từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn về làm việc tại tỉnh ta về kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt trên 11.767 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2008. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn từ năm 2008 đến 2017 đạt 2,77% một năm, mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đạt 3,5-4% một năm. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng rau quả, cây công nghiệp và chăn nuôi thủy sản. Hiện giá trị thu trên 1 hectare canh tác của Hưng Yên đã tăng từ 57 triệu đồng năm 2008 lên 173,5 triệu đồng 1 hectare năm 2017. Tỉnh Hưng Yên cũng đã có nhiều cơ chế để phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc ban hành các chương trình đề án, từ đó nhân rộng các mô hình có hiệu quả, từng bước góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên khẳng định việc triển khai nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sau 10 năm thực hiện đã tạo sự chuyển biến và có sức lan tỏa sâu rộng trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, sự nhận thức cũng như hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nghiêm túc, hiệu quả. Việc thể chế hóa nghị quyết được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển khai kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương cần có đánh giá chung về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 trên toàn quốc để thời gian tới có sự linh hoạt hơn trong việc ban hành chính sách sử dụng đất, nhất là đất trồng lúa, định hướng trồng cây chuyên canh cũng như quy hoạch đào tạo nghề phù hợp với từng địa phương, đồng thời có hướng dẫn cụ thể hơn về việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các địa phương khi thu hồi đất triển khai dự án. Sớm ban hành tiêu chí xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, các chính sách khuyến khích đầu tư, hình thành các doanh nghiệp kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Trước đó, vào đầu giờ buổi sáng, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã làm việc tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ về tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 và thăm mô hình trang trại của nông dân Nguyễn Quang Hải ở thôn Cao Đài. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, Ban trị sự Chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm tổ chức hội thảo khoa học Chùa Nôm, làng Nôm, những giá trị văn hóa và lịch sử. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã đi sâu phân tích sự hình thành và phát triển của chùa Nôm và làng Nôm. Theo đó, chùa Nôm là cách gọi của người dân theo tên làng Nôm. Chùa được xây dựng từ thời Lý, tên tự là Linh Thông Cổ Tự. Chùa nằm ở phía đông bắc của làng Nôm. Khác với các ngôi chùa thuộc vùng Bắc Bộ thường nằm gần làng hoặc trong làng, chùa Nôm nằm giữa cánh đồng. Làng Nôm là một quần thể di tích gồm chợ Nôm, đình làng Nôm, cây cầu đá, các xóm ngõ dân cư. Quần thể di tích này đến nay vẫn còn giữ được nhiều giá trị truyền thống của làng Việt Bắc Bộ. Làng Nôm thì nổi tiếng quá rồi, bởi vì là cái, thứ nhất là nó giữ lại được nguyên dạng những cái kiến trúc cổ và kiến trúc một cái quy mô từ ngày xưa rất là lớn.
Cầu đá đó với cái cổng làng nôm đó là biểu trưng của hai cái kỳ tích mà của cái con người đấy nghĩa được và bỏ ra nhiều tiền để làm được. Cái còn lại hơn nữa là chùa này là quy mô rất lớn và cảnh quan rất là đẹp, rồi thì cổng làng và các nhà thờ dòng họ cổ vẫn còn. Thì cái du lịch ấy, người ta cũng thích vào những cái chỗ cổ mà còn bảo lưu lại cái cũ. Theo các nhà khoa học, các cá thể trong quần thể di tích có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó phải kể đến chùa Nôm và chợ Nôm là hai cặp của một cặp phạm trù thống nhất thuộc mối quan hệ đối đãi. Chợ Nôm trong lịch sử là một kiến trúc thành phần gắn với chùa Nôm. Thiếu chợ thì chùa thiếu hẳn một mảng thuộc truyền thống văn hóa xa xưa. Chùa là nơi để giáo hóa, còn chợ nơi để bán buôn. Thì rõ ràng đó là hai mặt của một cặp phạm trù thống nhất ở trong cái xã hội xưa. Do đó mà chúng ta nghĩ tới cái chợ Nôm và cái chùa Nôm này nó là một, chứ không thể nghĩ đến cái chợ là tách rời khỏi chùa. Các nhà khoa học khẳng định chùa Nôm hiện nay không đơn thuần là một công trình tín ngưỡng Phật giáo, mà đây là một quần thể đan xen nhiều giá trị văn hóa kiến trúc cổ và phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội qua các thời kỳ lịch sử của đất nước nói chung và vùng đất nói riêng. Việc phát huy những giá trị của di tích chùa Nôm, làng Nôm phải lấy giáo dục đạo đức lối sống cho người dân làm đầu. Tôi cho rằng là đây cái phát triển du lịch ý, thì đừng nghĩ đến cái chuyện thu hút bên ngoài. Cái thứ bên ngoài chỉ có thể thực sự bền vững và có giá trị chính là cái bên trong, cái nếp sống, cái đời sống phát triển bên trong. Cốt lõi nhất, cái quyết định nhất của cái tính hiệu quả của nó, hiệu quả không chỉ là thu về những cái lợi ích mà hiệu quả của nó còn là lan tỏa ra những cái giá trị, thì chúng tôi nghĩ là phải là vấn đề xây dựng được một cái mặt bằng là cái đời sống của con người, đời sống văn hóa con người ở đây đó. Đó là cái sự hấp dẫn lớn nhất. Qua một thời gian dài tồn tại, chùa Nôm cũng như quần thể di tích tôn giáo tín ngưỡng hiện có tại làng Nôm đã góp phần tạo nên một thiết chế văn hóa tinh thần quan trọng của làng. Hơn nữa, sự tồn tại của những công trình này trong một tổng thể không gian chung của làng đã góp phần tạo nên những giá trị về mặt kiến trúc cảnh quan cũng như giá trị lịch sử văn hóa khác. Do đó, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa này không chỉ là việc riêng của chùa Nôm, làng Nôm. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, tỉnh đã có hướng quy hoạch và phát triển di tích chùa Nôm, làng Nôm, trong đó chú trọng bảo tồn những giá trị cổ truyền kết hợp với văn hóa hiện đại. Đồng chí yêu cầu để phát huy những giá trị của quần thể di tích, mỗi người dân làng Nôm nói riêng, mỗi người dân Hưng Yên nói chung cần am hiểu lịch sử địa phương mình, trong đó có lịch sử hình thành và phát triển của di tích chùa Nôm, làng Nôm, để có thể trở thành người hướng dẫn viên bản địa, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa của địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo cấy vụ lúa mùa năm 2018 của huyện Ân Thi là 7.650 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao đạt trên 65%. Hiện nay, toàn huyện đã gieo mạ được 385 ha, chủ yếu là các giống Thiên Ưu 8, Sơn Lâm 1, Nếp Thơm Hưng Yên, tập trung tại các xã Hồng Quang, Hồng Vân, Nguyễn Trãi. Từ thực tiễn sản xuất cho thấy, giống lúa chất lượng cao gieo cấy tại các địa phương đều cho năng suất chất lượng tốt. Vụ lúa xuân vừa qua, trừ chi phí người dân thu lãi từ 1 triệu 300 nghìn đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng một sào. Vụ lúa mùa năm nay, huyện Ân Thi khuyến cáo bà con đối với những vùng xây dựng kế hoạch trồng cây vụ đông sớm, nhóm cây ưa ấm sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn như Đại Dương 2, QR1, GS333. Tuyên truyền để nông dân hạn chế gieo cấy giống lúa Bắc Thơm số 7 trong vụ mùa nhằm giảm thiểu thiệt hại do bệnh bạc lá lúa. Dự kiến huyện Ân Thi bắt đầu cấy gieo thẳng từ ngày 20 tháng 6 và hoàn thành trước ngày 10 tháng 7. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã có nhiều điển hình trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hội Cựu chiến binh xã Trung Hòa có 620 thành viên, nhưng có tới 50 mô hình phát triển kinh tế. Hầu hết các mô hình đều có thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Như mô hình sản xuất tủ tôn của cựu chiến binh Vũ Văn Triển, mô hình VEC của cựu chiến binh Vũ Đình Khảo, Nguyễn Văn Thời, Vũ Văn Chiến.
có được những kết quả trong phát triển kinh tế, Hội Cựu Chiến binh xã đã bám sát tình hình thực tế ở địa phương, mở các buổi tập huấn với nội dung phù hợp. Từ đó, tạo điều kiện cho các hội viên có thể tiếp cận cũng như trao đổi được kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Ngoài ra, để tạo thêm vốn cho các hội viên phát triển sản xuất, hội đã đứng ra tiến chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Mỹ 3 tỷ đồng, cùng nguồn quỹ hội 200 triệu đồng cho 300 hội viên vay vốn đầu tư mở rộng phát triển kinh tế. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 doanh nghiệp xây dựng công trình cấp nước, được phân vùng cấp nước cho 85 xã vùng nông thôn. Các doanh nghiệp này đều đã cung cấp nước bảo đảm theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và thực hiện theo quy định về đầu nối đồng hồ cấp nước. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm dành nhiều nguồn ngân sách để phát triển hệ thống cấp nước sạch cho người dân. Vì vậy, 65% dân số được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cùng với đó là các cơ chế chính sách xã hội hóa, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy nước từ nguồn vốn doanh nghiệp với khoảng 1.700 tỷ đồng, lấy nước mặt từ sông Hồng và sông Luộc để xử lý, cung cấp cho 85 xã vùng nông thôn có nước sinh hoạt. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư quy mô hiện đại để đưa nước đạt quy chuẩn QCVN02 về nước sinh hoạt, thậm chí có doanh nghiệp đã đạt quy chuẩn QCVN01 về nước dùng để ăn uống nấu nướng đến nhiều hộ dân. So với các địa phương lân cận, giá nước sạch trên địa bàn tỉnh ở mức thấp. Giếng khoan thì trước thì dùng thì nó nhiều chất cặn, nó đun nước nó bẩn. Bây giờ dùng nước sạch được hơn năm nay thì nó trong mà nó sạch sẽ. Nắp bạt hồ thì tôi thấy thì cũng phù hợp. Bây giờ là 3 triệu mốt. Tuy vậy, vướng mắc hiện nay giữa doanh nghiệp và người dân đó là việc đấu nối đồng hồ nước sinh hoạt và giá của một cụm đồng hồ. Do đó, tỷ lệ đấu nối đạt thấp. Để tháo gỡ các khó khăn trên, ngày 24 tháng 5 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo số 211/TB-UBND, trong đó nêu rõ. Các đơn vị cấp nước được thỏa thuận với người dân để huy động kinh phí đấu nối cụm đồng hồ. Khoản kinh phí đó được xử lý như trừ dần vào tiền sử dụng nước hàng tháng, không tính vào giá nước để đảm bảo mức giá nước thấp hơn, không vượt mức trần của Bộ Tài chính quy định và phù hợp hơn đảm bảo người dân có thể tiếp cận được với nước sạch. Việc huy động này đa số được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, đã báo cáo Ủy ban Nhân dân các xã và tổ chức họp tới từng thôn. Cùng với đó đã thực hiện theo quyết định 65 ngày 15 tháng 1 năm 2018 về định mức dự toán lắp đặt một cụm đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mức huy động của từng dự án và việc sử dụng vật tư có chất lượng khác nhau nên các doanh nghiệp sử dụng vật tư có chất lượng tốt hơn thì giá cao hơn. Công ty chúng tôi thu theo cái định mức mà tỉnh đưa ra các cái cụm vật tư. Trong cái thông báo đưa có 19 cái hạng mục. Và chúng tôi xây dựng cái mức giá theo cái thông báo số 65 đó. Cái thông báo số 211 thì doanh nghiệp được phép lại huy động một phần vốn của dân để mà thực hiện cái việc là sử dụng nước sạch. Đấy, thế còn đâu doanh nghiệp của chúng tôi thì cũng sẽ căn cứ theo các cái quy định hoặc là các cái quyết định đấy, của Ủy ban tỉnh phát hành và ban hành sau này để làm cái căn cứ cơ sở. Đấy, nếu trong trường hợp mà cho phép được trừ vào cái giá nước 10% hoặc là bao nhiêu phần trăm thì tỉnh khi nào quyết định thì doanh nghiệp tôi và tất cả những cái doanh nghiệp khác phải thực hiện. Đấy, thì trong thời gian này thì cũng là vì cái mục tiêu phát triển nước cho dân được sử dụng sớm thì chúng tôi có huy động 3,5 triệu và chúng tôi xuất cái phiếu thu tạm thời. Thế còn khi nào mà chúng tôi có hóa đơn thì chúng tôi sẽ xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật. Còn trước mắt bây giờ chúng tôi thu thì chúng tôi phải có một cái phiếu thu tạm. Thực ra trong nghị định 117 thì cũng không thể căn cứ vào một điều để kết luận cho toàn bộ nội dung của nghị định. Thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái điều khoản trong đấy là cái đơn vị cung cấp nước và khách hàng sử dụng nước là có thể thỏa thuận. Thỏa thuận trong trường hợp này là chúng tôi thỏa thuận về cái chi phí đấu nối cụm đồng hồ ấy. Thì hộ dân là khách hàng sử dụng nước, người ta bỏ ra chi phí để lắp đặt cụm đồng hồ đấy thì mà này chính cụm đồng hồ đấy lại là tài sản của các hộ dân. Thì đơn vị chúng tôi có trách nhiệm là kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, thay thế định kỳ. Trên thực tế, mỗi doanh nghiệp đều đấu nối các loại đồng hồ có giá trị khác nhau theo dự án của công trình, nhưng vẫn bảo đảm định mức dự toán lắp đặt một cụm đồng hồ nước theo quyết định 65 QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời có các giải pháp cụ thể để thỏa thuận với các hộ dân để huy động kinh phí đấu nối đồng hồ nước sạch.
hiện nay trên địa bàn tỉnh, nguồn nước mặt ô nhiễm đã ngấm xuống lòng đất, kéo theo nguồn nước ngầm cũng bị ảnh hưởng. Chất lượng nước ngầm qua kết quả lấy và phân tích mẫu nước trên địa bàn tỉnh cho thấy có chỉ số nhiễm clorua, coliform, E. coli ở mức cao. Vì vậy, để thực hiện kế hoạch đến hết năm 2018, 80% người dân Hưng Yên được sử dụng nước sạch, cần có sự chung tay của các cấp các ngành, của doanh nghiệp, người dân. Trong đó, doanh nghiệp và người sử dụng nước cần có sự thỏa thuận theo các quy định để mở rộng mạng lưới đưa nước sinh hoạt, bảo đảm lợi ích quyền lợi giữa người dân và doanh nghiệp trong đầu tư cấp và sử dụng nước sạch. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức lễ vinh danh Nữ hoàng bình nước nóng Rostiate nhân kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn. Sự kiện đánh dấu mốc 16 năm phát triển thương hiệu bình nước nóng Rosti với 10 dòng sản phẩm tiêu biểu. Tính đến thời điểm này của năm 2018, bình nước nóng Rosti vinh dự được xác nhận là thương hiệu bình nước nóng có thị phần số 1 tại Việt Nam. Bình nước nóng Rosti Ate thuộc phân khúc dòng sản phẩm cao cấp là thành quả của sự hợp tác giữa Tập đoàn Tư vấn Công nghệ và Cung cấp Hệ thống Đồng bộ từ Ý với Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Về công nghệ sản xuất, bình nước nóng được tích hợp công nghệ tráng men nano bạc giúp sản phẩm rất bền bỉ và kháng khuẩn cho nguồn nước cùng thiết bị sử dụng các linh kiện cao cấp nhập khẩu như thanh gia nhiệt siêu bền giúp tăng hiệu suất làm nóng nước tới 97,9%, bộ ổn nhiệt nhập khẩu từ Pháp, hệ thống ELGB chống rò điện tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm được phòng thí nghiệm Cotherm Pháp chứng nhận tiết kiệm tới 15% điện năng. Sản phẩm không những chiếm lĩnh thị trường trong nước mà đã xuất hiện tại các thị trường quốc tế, qua đó khẳng định được uy tín và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm vẫn còn 8 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp chưa được giải tỏa. Thống kê trong tổng số 13 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, xã Trưng Trắc mới giải tỏa được 5 trường hợp với diện tích trên 413 m². Hiện trên địa bàn xã còn 8 trường hợp vi phạm với tổng diện tích gần 1.400 m². Các vi phạm chủ yếu xảy ra vào thời điểm từ năm 2013 đến 2015. Vi phạm chủ yếu xảy ra ở thôn Tuấn Dị. Để thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc đã xây dựng kế hoạch để tiếp tục giải tỏa theo quy định. Dự kiến trong quý 3 năm 2018, xã sẽ hoàn thành việc giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Lữ đã triển khai mô hình trồng hoa ven đường, trụ sở làm việc, nhà văn hóa thôn, xóm, góp phần làm cho cảnh quan nông thôn thêm xanh sạch đẹp. Đến hết tháng 5 năm 2018, 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai nhân rộng mô hình trồng hoa ven đường thay thế cỏ với tổng chiều dài gần 6.000 mét. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện cũng khuyến khích các địa phương làm mới trụ sở làm việc, khuôn viên ủy ban xã, nhà văn hóa thôn với tổng diện tích 450 m². Một số xã đã xây dựng được nhiều tuyến đường hoa như Nhật Tân, Thổ Sĩ, Ngô Quyền. Các loại hoa được trồng chủ yếu là lan đất, 10 giờ hoa cánh bướm. Nhờ bàn tay khéo léo cùng sự chăm sóc của chị em hội viên phụ nữ, nên những con đường đầy cỏ dại đã được thay thế bằng đường hoa đầy màu sắc, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới ở huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giỏi làm kinh tế với tấm lòng nhân ái, nhiều năm nay, ông Tạ Quang Chuyên, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Lâm, thành phố Hưng Yên, còn tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh mặt hàng nông sản từ năm 2002 đến năm 2005, ông Tạ Quang Chuyên đã mạnh dạn chuyển kinh doanh sang lĩnh vực điện tử điện lạnh. Trải qua nhiều khó khăn, song với sự kiên trì và nỗ lực đã giúp ông Tạ Quang Chuyên ngoài mở rộng thương hiệu trên địa bàn tỉnh còn phát triển sang các tỉnh lân cận như Thái Bình, Hà Nam. Với tinh thần thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, hàng năm ông Chuyên và gia đình đã dành tặng nhiều phần quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em cơ nhỡ cả trong và ngoài địa bàn tỉnh. Điển hình như tặng quà cho 600 cựu chiến binh ba tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Chúng tôi đi làm những công tác an sinh xã hội thì cũng từ cái tâm để thấy những cái trách nhiệm của mình và cũng mong muốn được đóng góp một phần nhỏ cho xã hội. Với tấm lòng tương thân tương ái, ông Tạ Quang Chuyên đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đặc biệt năm 2015, công ty của ông đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng. Đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, qua công tác trinh sát, tổ công tác thuộc đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Trương Trắc và Công an huyện Văn Lâm bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Đông sinh năm 1997, trú tại thôn Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực trước cửa nhà nghỉ Hải Vân 1 thuộc địa phận thôn Trai Túc, xã Trương Trắc. Thu giữ tại chỗ số tiền 500.000 đồng và một gói ni lông chứa chất dạng tinh thể màu trắng, qua giám định xác định là ma túy đá có trọng lượng 21,950 gram. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của mình và khai nhận do nghiện ma túy đá nên đã mua về để phục vụ cho các cơn nghiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ Đông về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chăm sóc cây có múi, những vấn đề cần lưu ý. Huyện Yên Mỹ tồn tại nhiều điểm đen mất an toàn giao thông. Lương y Nguyễn Văn Triệu, xã Đặc Đạo, huyện Văn Lâm, hết lòng với công tác từ thiện. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.